Dạ xin chào các anh ạ, đến với video số 35 của kênh đầu câu Tokyo Japan ạ. Hôm nay em sẽ lên máy câu ngang và cần câu ngang luôn nha mấy anh. Máy câu ngang tay phải ha, có hai combo luôn ạ. Dạ rồi, đến với combo thứ nhất nha mấy anh. Combo đây, thích hợp cho câu tôm ha, câu cá nhỏ, cá lòng tôm, cá sặc, đồ đập cá rô nha. Đây, cái combo hai máy như này nè, là em bán với giá là 90k ạ. Hai con máy như này là 90k nha. Đây ạ. Đấy, combo về là 90k nha mấy anh. Máy hoạt động bình thường mấy anh ha. Rồi, combo thứ nhất 90k. Combo số 1 90k. Đến với combo số 2 đây ạ. Độ mới vẫn còn cao nha. Đó. Combo này thì nó đẹp hơn xíu nên em để với giá là 120k nha mấy anh. Em lộn, 150k nha mấy anh. Combo này là 150k, 150 nha mấy anh. Combo số 2 150k. Đó, máy hoạt động bình thường ha. Đó, độ mới cao nè, hãng Shimano luôn nè. Rồi, còn máy thứ hai đây. Đó, ok nè, rất là ok. Đấy. Đó, combo như vậy là 150k. Đến với combo số 2 đây, combo số 2 150k. 150k cho hai con máy đây, thích hợp cho câu tôm, câu cá nhỏ, cá sặc, cá rô rồi nha. Đó. Rồi, con máy này mã số 3 đây. Một con máy này có thể đổi tay quay trái phải nha, bên đây hoặc bên đây được luôn ạ. Đó. Nên em để với giá là 120k. Độ mới cao ha, độ mới cao nè. Đó. Thích hợp cho câu tôm, câu cá nhỏ nha, cá sặc, cá rô rồi ha. Anh nào mà thích câu cá nhỏ rồi đó là vô tư luôn ha. Con máy mã số 3, con máy đổi tay quay sang trái hoặc phải được luôn nha. Em bán với giá là 120k. Mã số 2, mã số 3 120k. Mã số 3 120k. Đến với con máy mã số 4 đây ạ. À. Cũng là con máy mini luôn nha. Đây, câu tôm, câu cá nhỏ luôn nha mấy anh, hãng Shimano đây ạ. À. Đây. Con máy này em bán với giá là 90k nha. Máy này 90k nè. Một con máy 90k nha. Con máy này thường rất là ok nè. Đó. Con máy mã số 4 90k. Con máy mã số 4 90k. Đến với con máy mã số 5 đây ạ. À. Đây. Con máy mini luôn ha. Đây nó có hãng là Miss Bread nè. Made in Japan ha. Này là Olympic nè mấy anh. Japan này ạ. Con máy này em bán với giá 90k luôn nha. Con máy mã số 5 90k. Này nó hơi cứng, có gì anh em nào lấy thì em chỉnh lại cho nó mượt xíu nha. Cho dầu vào ha. Tại vì hàng bãi mới về em lên luôn á. Chưa cho dầu nhớt gì vào hết. Mã số 5 90k. Mã số 5 90k. Đến với con máy mã số 6 nè, cũng là một con máy mini luôn nha. Câu tôm, câu cá nhỏ luôn nha. Đó. Con máy này của hãng Ryobi nha mấy anh, hãng Ryobi cũng là 90k luôn nè. Con máy này em bán với giá 90k luôn nha. 90k. Con máy mã số 6 90k. Mã số 6 90k. Anh nào lấy 3 con thì em bao ship cho mấy anh luôn nha. Đó, bao ship cho 3 con luôn. Đây cũng là một con máy nhỏ đây, đây ạ. Con máy này em bán với giá là 99k nha mấy anh, 99k. Con máy này cầm khá là chắc tay luôn ha, cái này là kim loại nha. Đó, máy này rất là ok. Con máy này đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, Daiwa. Con máy mã số 7 em bán với giá là 99k, 99k mã số 7. Đến với con máy mã số 8 ạ. Đây ạ. Con máy này cũng giá là 99k, mã số 8 99k, hãng Olympic ha, Made in Japan luôn đây ạ. Hàng nội địa Nhật Bản nha mấy anh. Đó. Mã số 8 99k, mã số 8 99k. Đến với con máy mã số 9 ạ. Đây. Con máy này cũng giá 99k nha mấy anh, 99k mã số 9. Hãng Daiwa đây mấy anh nha. Đó, hãng có thương hiệu ha.
quay rất là ok nha. Con máy mã số 9 99k, mã số 9 99k hãng Daiwa ha. Đến với con máy mã số 10 ạ. Đây, con máy này nó bự hơn cái con máy này xíu nè. Máy ngang tay phải ha. Hãng Daiwa luôn nè mấy anh. Đó, rất là ok nha. Đây. Con máy này em bán với giá là 120k, mã số 10 120k. Mã số 10 120k nha mấy anh. Con máy cầm khá là chắc tay luôn nha. Đó, nhỏ gọn nè. Thích hợp cho câu tôm, câu cá nhỏ rồi ha. Đó, câu bè rồi cũng được nha. Nhưng mà là câu cá nhỏ nha mấy anh. Mã số 10 120k, mã số 10 120k. Đến với mã số 11 đây. Đó, tiếng kêu nghe rất là ok nè. Con máy này mã số 11 em bán với giá là 120k luôn nha mấy anh. Con máy này là của hãng Daiwa luôn nè, Daiwa ha. Mã số 11 120k, mã số 11 120k, thích hợp câu tôm, câu cá nhỏ, câu bè nha. Đấy, câu giải trí, tập câu đều ok. Máy ngang tay phải ạ. Mã số 11 120k. Đến với mã số 12 đây ạ. Đây, Mixpress 150 ha. Con máy này là hàng nội địa Nhật Bản luôn nè, Olympic nha. Con máy Mixpress 150 hãng Olympic, xuất xứ Japan. Con máy mã số 12 120k luôn nha mấy anh, 120k. Con máy mã số 12 120k. Đến với con máy mã số 13. Đây, đồ bãi về em thấy có con máy này nó lạ lạ nè. Máy hột gà hột vịt gì đó mấy anh ơi. Vào cước số 4 là được 230m nè, cước số 6 140m, cước số 8 là 100m ha. Con máy này là hàng Đài Loan, Đài Loan xuất Nhật. Đây, cái này đó, cái đờ rắc nó nằm ở đây nha mấy anh. Xả cước thì nó nằm ở đây. Nhìn con máy này dễ thương quá mấy anh ha. Đó. Con máy mã số 13 em bán với giá là 150k thôi ạ. Mã số 13 150k. Đó. Đến với con máy mã số 14 ạ. Con máy này thích hợp cho câu tôm, câu bè nè, Lumini ha. Đó, Lumini luôn nha. Con máy này là Super Catcher. Vào cước 1.5 là được 240m nè. Cước số 2 là 180m và cước số 3 là 130m ạ. 130m. Con máy này hàng nội địa Nhật Bản luôn nha mấy anh, hàng nội địa Nhật Bản, hãng Ryobi. Đây, hãng Ryobi. Nhìn tổng thể con máy nè, độ mới vẫn còn ok ha. Đó. Máy ngang tay phải nha. Thích hợp cho câu tôm, câu bè Lumini ha. Câu tôm, câu bè Lumini ạ. Hàng nội địa Nhật Bản. Mã số 14 em bán với giá là 219k, 219k nha. 219k. Đến với mã số 15 ạ, cũng một con máy thích hợp cho câu tôm, câu bè và Lumini luôn. Đây. Tiếng kêu rất là êm ha. Con máy này là của hãng Suzumi Shimano nha mấy anh. Shimano em đọc lộn, Shimano ạ. Shimano nè. Đó. Nhìn tổng thể con máy vẫn còn ok ha. Đây. Rất là ok nè. Con máy mã số 15 ạ. Con máy mã số 15 nha. Em bán với giá là 290k ạ. 290k cho mã số 15 nha mấy anh. 290k ạ. Thích hợp cho câu tôm, câu bè và Lumini nha. Rồi, cũng là đến một con máy đây. Rất là ok nè, máy ngang tay phải ha, cũng hãng Shimano luôn. Đây, GT500 nha. Con máy này em bán với giá là 190k, hãng Shimano ha. Nhìn ngoại hình tổng thể vẫn còn ok nè. Đó. Con máy mã số 16 em bán với giá là 190k nha. 190k cho mã số 16, một con máy câu ngang tay phải ha.
Rồi đến với một con máy lua tay phải nè, máy ngang ha. Con máy này mã số 17 ạ, mã số 17. Con máy này có ratio là 7.2 nè, vào cước 0.23 là được 180m, cước 0.28 là được 150m nha, cước 0.3 là 110m nha. Con máy này độ mới vẫn còn cao nha, ít lỗi làm, chỉ bị một vài vết xước dâm thôi nha. Đó. Con máy này còn rất là ok nha. Con máy nha, mã số 17 em bán với giá là 150k thôi ạ, 150k nha cho con máy này. Đó. 150k cho con máy này. Mã số 17 150k. Đến với con máy này thì để em lấy cái cân vào ha. Dẹp máy này qua một bên cái nha. Đấy. Mấy con máy size lớn ha, thích hợp cho câu ngâm, câu bè nè, câu biển ha, đánh bạo lực ha. Đây. Trọng lượng của con máy này là 590g nha mấy anh, 590g ha. Đó. Cầm rất là chắc tay luôn nha. Con máy này của hãng Ben nè, made in dưới đây ha, made in dưới đây. Con máy này độ mới nó cũng còn ok nha mấy anh. Con máy hoạt động rất là ok ha, nhìn tổng thể con máy này mấy anh, made in dưới đây đây. Đó. Biển, đánh biển, đánh bạo lực ha, con bè, con ngâm. Con máy mã số 18 em bán với giá là 700k. Mã số 18 700k nha. Con máy này 700k nha mấy anh. Cân nặng là 590g ạ. 590g. Đến mã số 19 ạ. Đây. Con máy 485g ạ. Đó. Đúng rồi, cũng còn ok. Đúng kêu rất là đã luôn nha mấy anh. Đấy. Con máy này là của hãng Olympic nha mấy anh. Đây, Olympic nè. Có cái này do nó đóng bụi nha. Đánh. Đó, hãng Olympic ha. Con máy mã số 19 em bán với giá là 220k. Mã số 19 220k nha mấy anh. Con máy này chỉ với giá 220k thôi ạ. Câu biển ha, đánh bạo lực nè, câu ngâm, câu bè luôn cũng được. Đến với con máy mã số 20 đây ạ, một con máy hãng Ryobi nha. Con máy ngang tay phải nè, về ngoại hình vẫn còn mới ha. Đó, bị một vài vết xước dâm thôi. Đây nè, ratio là 3.9 nè, chạy với bạc đạn luôn này nha mấy anh. Đó, đó, thông số rồi ok hết ha, độ mới vẫn còn cao nè. Đây, về ngoại hình tổng thể là còn rất là mới ha. Đấy, con máy này là con máy hàng nội địa Nhật Bản nha mấy anh. Đó. Để cân con máy này lên cho mấy anh xem nha. Con máy này là 521g nha, 521g ạ. Câu biển, đánh bạo lực, câu ngầm, câu bè nha. Đó. Tùy thuộc vào kỹ năng của anh có thể đánh cá rất là to nha. Đó. À, con máy này mã số 20 em bán với giá là 300k. Mã số 20 em bán với giá là 300k nha. Đấy. Đến với mã số 21 ạ. Đây. Một con máy 576g ạ, 576g. Đấy. Nó ngang tay phải. Hoạt động rất là ok. Đó. Rất là êm được luôn ha. Con máy này chạy với hai bạc đạn này mấy anh. Đây, hai bạc đạn này. Con máy này là của hãng Ryobi đây, Ryobi ạ. Hàng nội địa Nhật Bản luôn nha mấy anh, hàng nội địa Nhật Bản. Mã số 21 em bán với giá là 300k. Mã số 21 300k. Mã số 21 nhìn lại cân nặng một lần nữa nha mấy anh. 577g ha. 577g. Mã số 21 300k. Đến với mã số 22 ạ. Đây, cặp con máy đây. 618g. Là luôn cước nha mấy anh, 618g. Con máy của hãng Ben đây.
Made in USA đây nha mấy anh. Đây, hàng của Mỹ ha. Đây ạ. Đó, in hẳn hoi nha mấy anh. Nhìn ha, rất là ok nè. Một con máy ngang tay phải hoạt động tốt ạ. Đó. Câu biển đánh bao lực nha. Câu bè đều ok ha. Đây. Ngoại hình tổng thể còn rất là ok nha, cầm khá là chắc tay luôn nha. Con máy mã số 22 em bán với giá là 600k, mã số 22 600k. Đó. Mã số 22 ha. Rồi, đến với con máy mã số 23 ạ. Đây. Đó. Hoạt động mã. Nó bị khô dầu rồi, cái này em tra dầu vào là ok hết đây rồi. Xoay còn rất là mượt nha. Con máy này là Made in Japan luôn nha mấy anh. Đấy, Made in Japan ha. Đó. Nhìn ngoại hình tổng thể còn khá là ok ha. Con máy này là 588g, 588g, mã số 23, 588g ha. Với giá bán là 290k. Mã số 23, 290k. Đấy. Đến với mã số 24 ạ. Đây. Con máy này 481g nha mấy anh. 481g. Đây, của hãng Tactic Enjoy nè. Con máy này nó chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh. Ratio là 4.7 ha. Ratio 4.7 nè. Đó, nhìn ngoại hình tổng thể còn rất là ok nè. Con máy này là hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Hàng Korea xuất Nhật. Tiếng kêu vẫn còn rất là ok ha. Con máy mã số 24 em bán với giá là 250k. Mã số 24, 250k. Cân nặng là 481g, 481.82g nha mấy anh. Đó. Dạ rồi, đến với cây cần. Đến với cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 ạ. Cây cần này câu tôm rất là ok nè. Đó. Cây cần này là 1m25 nha mấy anh. Đó. Câu tôm rất là ok nha. Anh nào mà câu tôm mà thích cần mini mà ngắn á, cho nó gọn là cây này là ok nè. Đó. Đây đây ạ. Cây này ngọn 1.3 ly nha mấy anh, trọng lượng là 78g thôi. Đấy. Rất là ok ha. Cái cần mã số 1 em bán với giá là 120k cho mấy anh chơi tham khảo nha. 120k, mã số 1. Rồi, đến với cây cần mã số 2 ạ. Cây cần máy ngang đây. Độ mới cao ha. Thôi chắc bao sóng luôn nè. Đó. Khoen nè, vẫn còn mới nha. Rất là mới. Ngọn của nó là 2.5 ly, trọng lượng là 125g nha. Ngọn là 2.5 ly ha, trọng lượng 125g ạ. Đây thông số của nó đây ạ. Cái cần này nó tải cá từ 3 tới 5 kg nha mấy anh, tải cá từ 3 tới 5 kg ha. Đó. Cái cần này dài 1m68 nha anh. Cái cần này đến từ hãng Suzumi nè. Đó. Cái cần mã số 2. Chiều dài là 1m68, độ mới cao ít lỗi lầm. Ngọn là 2.5 ly, trọng lượng là 125g, em bán với giá là 450k. Mã số 2 450k nha. Đây, nhìn lại tổng thể một lần nữa nha, có tem vàng đầy đủ ha. Đó. Mã số 2 450k. Đến với cây cần mã số 3, một cây cần mái ngang luôn. Đó, một cây cần mái ngang nè. Tay cầm rất là ok nè, rất là chắc chắn luôn ha cho mình ha. Đây. Đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, hãng Daiwa. Cây cần này là 1m68 nha. Cây cần 1m68. Đó, độ mới vẫn còn cao ha, có tem đầy đủ luôn nha mấy anh. Độ bóng của nước sơn vẫn còn luôn nha. Khoan đây ạ. Ngọn là 2 ly ha. Ngọn là 2 ly, trọng lượng là 174g. Ngọn là 2 ly, trọng lượng 174g. Tải mồi từ 1 tới 20g nha. Tải cá từ 6 tới 12kg. Tải mồi từ 6 nè cho tới 12kg ha. Tải mồi từ 11 cho tới 28g. Đấy.
thông số nó nằm trên này hết nha mấy anh. Made in Đài Loan nha, Taiwan nè, xuất sang thị trường Nhật Bản ha, hãng Daiwa. Một cây giá độ mới còn cao ha, lỗi lầm ít. Mã số 3 em bán với giá là 390k cho cây cần mái ngang này nè. Đến với cây cần mã số 4, một cây cần đến từ hãng Suzumi. Đây. Đây ạ. Cây cần này là 1m68 luôn nha mấy anh. Đây ạ, 1m68 nha. Độ cứng là L, độ cứng là L. Đây. Tải mồi từ 8 cho tới 12 gram nha. Đó, tải mồi từ 8 cho 12 gram ha. Ngọn là 1.3 ly, trọng lượng là 104 gram. Ngọn 1.3 ly, trọng lượng 104 gram. Đấy. Độ mới của nó còn khoảng 85% nha. Tay cầm cán hút rất là êm ái. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 450k. Cây cần mã số 3 450k. Cây cần mái ngang nha mấy anh. Đến với cây cần mã số 4 ạ. Đây, tay cầm cũng rất là ok nè. Một cây cần đến từ hãng Daiwa ha, cán mút luôn đây ạ. Cây cần này là 1m68 luôn nha mấy anh. À, em lộn nè, cây cần này em lên rồi. Đây, cây cần này là mã số 4 hồi nãy nha mấy anh. Đến với cây cần mã số 5 ạ. Đây, một cây cần độ mới cao không lỗi lầm luôn nha, 1m65 nè. Nó có thông số hết ha. Ngọn là 2.6 ly nè, trọng lượng là 122 gram. Cây cần này màu đen nhám nha. Đó. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng là 122 gram. Cây cần Tail Lab này, 1m65. Tải mồi từ 8 tới 25 gram và tải cá từ cho 8 cho tới 4, 4 cho tới 7 kg nha. Và tùy thuộc vào kỹ năng của mấy anh có thể câu được nhiều hơn vậy nữa nha. Đó. Cây cần mái ngang. Cây cần mã số 5 ạ. Cây cần mái ngang mã số 5 em bán với giá là 190k thôi ạ. 190k cho cây cần mã số 5 ha. Đó. Độ cứng từ M cho tới ML nha. Đấy. Cây cần mã số 5 190k. Đến với cây cần mã số 6 ạ. Đây. Đây ạ. Nó bị mờ cái thông số, bị trầy ngay chỗ này nha mấy anh. Đấy ạ. Cây cần này nó có tải mồi từ tải cá từ cho 4 tới 7 kg nha. Ngọn của nó là 1.7 ly. Trọng lượng là 118 gram ha. Khoen còn rất là ok nè. Đấy. Cây cần dài 1m8 nha. Tay cầm cán gỗ bần rất là chắc chắn ha. Đó. Cho mình luôn nha. Nó chỉ bị trầy xước ngay đây thôi, nhưng không ảnh hưởng tới đấy đâu nha. Còn cái này là nó dính keo ha. Hàng bãi về mấy cái vấn đề này, khuyết điểm này là chuyện bình thường nha mấy anh. Đó. Cây cần mã số 6, dài 1m8, ngọn 1.7 ly, trọng lượng là 118 gram. Em bán với giá là 350k. Mã số 6 350k. Đến với cây cần mã số 7 ạ. Nè, một cây cần rất là đẹp nè. Cái bát rất là đẹp luôn ha. Đây. Tay cầm cán gỗ bần nè. Đây. Đó, cây cần này, cây cần mái ngang này rất là đẹp nha mấy anh. Đó. Ngọn là 2 ly ha, trọng lượng là 110 gram nè. Cây cần này là 1m8 nha mấy anh, độ cứng là M. À. Tải mồi từ 5 cho tới 15 gram và tải cá từ 2 tới 6 kg nha. Phôi carbon nè, rất là đẹp ha. Khoen đây ạ. À. Ngọn 2 ly, trọng lượng là 110 gram. Ngọn 2 ly đây ạ. À. Đấy, nhìn tổng thể cây cần độ mới cao nha, ít lỗi lầm. Rất là đẹp mấy anh ha. Một cây cần Magisto dài 1m8, độ cứng là M, ngọn là 2 ly, trọng lượng là 110 gram ạ. Em bán với giá là 350k. Cây cần mã số 7 350k ạ.
đến với cây cần mã số 8 ạ. Đây. Cái cần này dài 1,8 nha mấy anh. 1,8. Đấy. Nhìn tổng thể cây cần này. Có một vài vết xước ha. Theo thời gian. Cái cần này ngọn là 2.1 ly nha, trọng lượng của nó là 199 gram nha. Đây, cái tay cầm đây. Cao su nha, rất là êm ái ha. Độ cứng là ML nha mấy anh, độ cứng là ML. Cái cần này cầm khá là chắc tay ha. Cái cần mã số 8, 1 mét, chiều dài là 1m8, ngọn là 2.1 ly, trọng lượng là 199 gram, độ cứng ML. Em bán với giá là 220 gram ạ. Ủa 220k ạ. 220k cho cây cần mã số 8 ạ. Mã số 8 220k. Đến với cây cần mã số 9. Một cây cần đến từ hãng Shimano đây, Majestic ha. Đấy. Tay cầm cán gỗ bần. Rất là chắc chắn nha. Cây cần này là phôi carbon nha, carbon xoắn nè. Đấy. Chiều dài là 2m1, độ cứng là MH ha, cây cần Majestic. Đấy. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nha mấy anh. Khoen còn rất là đẹp luôn nè. Đó. Khoen loại xứ xám luôn nha mấy anh, loại xứ xám luôn nha. Em nhìn lộn nha, không phải xứ xám đâu nha, khoen bát hãng nha mấy anh. Đấy, đây nè. Ngọn là 1.9 ly nha, trọng lượng là 132 gram. Ngọn là 1.9 ly. Cái phôi này carbon xoắn nhìn rất là đẹp luôn nha mấy anh. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nha. Đây ạ. Cái này nó tải mồi từ 10 tới 30 gram nha, tải cá từ 5 tới 10 kg nè. Đó, nó có cái số Nemro luôn nè. Nemro của cây cần luôn nha, hàng China xuất Nhật nha. Hàng này độ mới còn cao ha. Cây cần mã số 9, một cây cần đến từ hãng Shimano, cây cần Majestic, độ cứng là MH nha. Ngọn là 1.9 ly, trọng lượng 132 gram, chiều dài là 2m1 nha. Đấy, một cây cần mái ngang ha. Em bán với giá là 370k, 370k cho cây cần mã số 9. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Anh nào có cần tư vấn hoặc đặt hàng, hoặc là có một cái cây cần hoặc là con máy nào mấy anh chưa có rõ cái thông số, có thể liên hệ với em. Số điện thoại em ghim trên màn hình, hoặc Zalo của em số 0329737399 ạ. Cảm ơn các anh đã theo dõi kênh của em ạ. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi, được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.